Nhìn thấy ba xã mình bị người ta tỏ tình, cái này ai có thể nhịn, lại còn là ban ngày ban mặt ở ngay trước mặt tôi. Cho nên tất nhiên là tôi phải trọng quyền xuất kích. Tiểu huynh đệ, Liễu Như Yên là bà xã tôi, có phải là cậu quá dũng cảm rồi không? Cái này không thể nào. Liễu giáo sư kết hôn từ khi nào? Tại sao tôi lại không biết? Cần cậu biết sao? Không có việc gì thì cút nhanh lên đi, đừng làm trở ngại chúng tôi. Nói xong tôi thơm má Liễu Như Yên một cái. Tần Khải lập tức phá phòng tan nát cõi lòng. Tôi thì là nắm bàn tay nhỏ Như Yên tiêu sái mà đi. Liễu Như Yên trong lòng càng là mừng thầm không thôi. Ông xã, cuối cùng có thể gọi ông xã rồi. Nghe vậy tôi nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Cái bộ dáng tiểu đắc ý này, thật sự giống như là một đứa trẻ chưa lớn vậy. Hiện tại đều gọi ông xã rồi. Lát nữa hôn hôn cũng rất hợp tình hợp lý đi. À, cái này... Rất nhanh chúng tôi đã đi tới phòng làm việc của cô ấy. Ai ngờ mới vừa vào phòng cô ấy liền ôm chặt lấy tôi. Vừa nãy anh cũng đã nói với học sinh kia rồi, em là thê tử của anh đó. Làm sao, anh nói sai rồi à? Lời còn chưa dứt, bàn tay của tôi liền bị Liễu Như Yên duỗi tay nắm chặt. Bàn tay nhỏ xinh đẹp đó nhẹ nhàng đặt lên tay tôi. Mười ngón khấu chặt. Không hề nói sai, nhẫn cưới của chúng ta nhìn rất đẹp có phải không? Đúng, nhìn rất đẹp. Đây là em làm đấy, em đã làm rất lâu. Giờ khắc này tôi không biết nên nói cái gì. Tôi tưởng rằng là hôn nhân chóng vánh, cuối cùng lại là Liễu Như Yên bao nhiêu đêm dốc hết tâm huyết. Xin lỗi em, anh không biết. Không sao cả, em cũng không nói mà. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi lắc lư. Em biết là anh vẫn luôn rất bận, những năm qua đều vậy. Chỉ là đôi khi cũng sẽ có chút mất mát, nhưng mà chỉ là một chút xíu thôi. Dáng vẻ ông xã chăm chỉ làm việc cũng rất đẹp trai nha. Nếu như thời điểm ông xã chăm chỉ làm việc, ngẫu nhiên có thể nhớ tới mình thì càng tốt rồi. Nhưng mà không sao cả, trẻ con ngoan sẽ có kẹo ăn. Hiện tại không phải ông xã đến đón mình ta làm rồi sao? Nghe vậy tôi ôm chặt lấy Liễu Như Yên. Ai nha, khôn khôn ông xã chủ động ôm mình rồi. Hôm nay cũng càng thích ông xã rồi. Trong lòng lại cộng cho ông xã 100 điểm. Tôi cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô ấy. Những thứ này em nên nói với anh chứ. Lúc trước anh không biết. Anh tưởng rằng em thích chúng ta ở chung một cách tôn trọng nhau hơn. Đều đã qua rồi, nhưng mà nếu như anh muốn xin lỗi. Nếu như hôn em, em cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mùi vị chờ mong này cũng quá rõ ràng rồi. Tôi lắc đầu bật cười, ôn nhu mà kiên định nâng cằm cô ấy lên. Cô ấy lập tức mở mịt luống cuống giống như nai con ngộ nhập cạm bẫy. Theo bản năng ngửa ra sau một chút. Tránh cái gì, không phải muốn anh hôn một cái liền tha thứ anh sao? Nhưng mà thật sự hôn ở đây sao? Cảm giác mình không quá được. Nhưng mà bây giờ đẩy ông xã ra mình càng không được. Làm sao đây, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt. Không được, mình mới là lão sư. Ông xã sao anh ấy lại như vậy? Tôi đều bị cô ngốc này chọc cười rồi. Cười lớn rồi hung hăng hôn một cái lên môi cô ấy. À thì, bà xã, tay em có thể đừng sờ linh tinh không? Tôi yên lặng nghiêng mắt nhìn cơ bụng của mình. Cái tay nhỏ này của thực không nên quá rõ ràng được không? Người trong ngực cứng nhắc một lát. Lẽ không thẳng khí rất hùng, nhưng mà vừa rồi anh cũng sờ eo của em mà. Em chỉ là có qua có lại một chút nha. Nói xong cô ấy còn không quên trợn to một đôi mắt vô tội. Hey, chỉ cần con mắt của mình đủ lớn, mình chính là lẽ thẳng khí hùng nhất. Ồ, vậy sao? Vậy em nói xem, chuyện vừa rồi em gọi anh là ông Phạm Từ Khôn. Nghe vậy người vốn là còn lẽ thẳng khí hùng giống như của bóng bay bị đâm thủng, lập tức không còn khí nữa. Em chỉ là cái gì nha? Hu, bộ óc chín phần mới này cũng thật là khó dùng. Ông xã, trước tiên anh đừng nhìn em nữa. Càng nhìn em càng không nghĩ ra được. Trong đầu chỉ còn mỗi anh thôi. Cuối cùng cô ấy nhắm mắt lại buông xuôi mọi thứ. Em vốn là muốn gọi ông xã, nhưng sợ anh không trả lời em sẽ xấu hổ. Nói xong cô ấy cũng không dám mở mắt, giống như là đang hồi hộp chờ tôi tuyên án gì đó. Tôi bật cười, vậy sau này cứ gọi anh là ông xã được chứ? Dạ được. Đúng rồi, anh muốn tới phòng ký túc xá của em xem không? Liễu Như Yên mí môi rõ ràng là rất hồi hộp. Ông xã, anh có muốn thử đi vào cuộc sống tẻ nhạt này của em một chút không? Dù sao anh cũng đã sớm đi vào trong lòng em rồi. Cuộc sống của em, anh có muốn tới tìm hiểu một chút hay không vậy? Mặc dù có thể sẽ có chút vô vị. Được, anh vừa vặn cũng muốn biết một chút. Toàn bộ về em anh đều rất tò mò. Nói xong tôi liền muốn đưa tay cầm lấy túi sách trong tay cô ấy. Thật không ngờ lại bị cô ấy tránh đi. Túi sách này không quá hợp với quần áo hôm nay của anh. Nhưng mà không sao cả, hôm nay em rất hợp với anh. Hey, mỗi ngày mình đều cùng ông xã tuyệt phối. Cái túi sách này là đẳng cấp gì chứ? Cũng xứng để ông xã mình cầm. Tay của ông xã là dùng để nắm tay mình. Đúng rồi ông xã, khi đó tại sao anh không vào Thành Bắc vậy? Bởi vì để trốn tránh cha mẹ. Ai lúc còn trẻ mà không muốn thoát khỏi khống chế của phụ huynh chứ? Em không quá hiểu được. Từ nhỏ mỗi một con đường em đi đều là do cha mẹ em đã trải sẵn. Mẹ em trước đây là một giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty thương mại quốc tế. Nhưng bởi vì em nên đã từ chức rồi, cho nên từ nhỏ em đã biết em rất quan trọng với cha mẹ, nhất định phải nghe lời. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó, tôi luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Từ khi kết hôn đến nay tôi gặp mặt mẹ vợ không quá 3 lần. Vốn cho rằng là mẹ vợ không chào đón tôi, nhưng bây giờ mẹ em có phải là không quá hài lòng với anh không? Liễu Như Yên không có trả lời, chỉ là mở cửa xe ra, ngạc nhiên cầm lấy đá tu lấp trên chỗ ngồi. Đây là cho em sao? Đương nhiên, trước đó đã nói phải chọn tu lấp cho em mà. Có thích không? Thích, em siêu thích luôn.
Phạm Từ Khôn em siêu vui vẻ. Chỉ vậy thôi à, anh tưởng rằng ít nhất phải hôn chỗ này. Nhưng đây là đang ở bãi đỗ xe Lộ Thiên. Ông xã lát nữa trở về nhé. Hay hay thích nhất là cùng ông xã hôn hồn thiết thiết. Nếu không phải là ở bên ngoài, mình bảo đảm dán ở trên người ông xã xé đều xé không ra. Em cũng chỉ dám nói như vậy ở trong lòng thôi. Tôi không trêu cô ấy, cũng không hỏi chuyện liên quan đến mẹ của cô ấy nữa. Nhưng cô ấy chợt mở lời. Thật ra mẹ em có thích anh hay không không quan trọng. Bởi vì người muốn kết hôn và sống cùng anh cả đời là em chứ không phải là mẹ. Hơn nữa trong mắt mẹ em đoán chừng là tất cả mọi người đều không xứng với em. Nhưng em có cái gì lợi hại đâu, em cũng chỉ là biết học thuộc lòng mà thôi. Rời khỏi tháp mà trường học em chẳng là cái gì cả. Em đừng coi thường bản thân như thế, đầu óc em thậm chí ngay cả con người em đều rất lợi hại. Mặc dù bản thân anh không có hứng thú gì với học thuật nghiên cứu, nhưng trong lòng anh vẫn là rất bội phục các em đấy. Nhưng mà em không muốn bị anh đem em và người khác phân loại thành các em. Em muốn là chúng ta. Nhà đầu này thật sự là, ở trong cái nhà nhỏ này của chúng ta em cũng lợi hại hơn anh mà. Dù sao vẫn luôn là em chăm sóc anh không phải sao. Đúng rồi, còn chưa hỏi em, cái tính cách này của em lên lớp không sợ à? Không sợ, ở trong mắt em, bọn họ chỉ giống như là những bó rau xanh hoặc là củ cải thôi. À thì, bọn họ biết nói chuyện đặt câu hỏi mà. Rau xanh biết nói chuyện đặt câu hỏi, em không cảm thấy khủng bố sao? Lần đầu tiên trong đời, Liễu Như Yên đối với tôi trầm mặc. Ông xã có ai từng nói anh đáng bị trách không? Không bị đánh sao? Cô ấy tức giận nhèo nhèo lấy cái hông của tôi. Nếu như tối nay em gặp ác mộng, em liền leo lên trên giường của anh. Được vậy anh không khóa cửa. À, thật sao? Dê, vậy tối nay mình liền leo. Mắt thấy trong đầu cô ấy đã luyện sẵn lộ trình leo lên giường tôi. Tôi vội nín cười ung dung nói một câu. Tối nay không phải là em sẽ cố ý nói gặp ác mộng. Tớ leo lên giường của anh chứ.